Vâng, xin chào tất cả mọi người. Như vậy là hiện ngày hôm nay em đã có mặt tại Quảng Ngãi rồi. Ngày hôm nay mọi người thấy là Quảng Ngãi đã nắng ấm lên. Hy vọng rằng miền Bắc của chúng ta cũng vậy, nhờ sự ảnh hưởng của giá heo ở miền Nam. Như ngày hôm qua chúng ta biết rồi, công ty CP chính thức miền Nam chính thức là thông báo ngày hôm nay giá sẽ tăng 1.000 đồng cho tất cả các loại heo. Thì hy vọng đây là cái động thái người ta nâng giá ở miền Nam lên để cho heo ở khu vực miền Trung hạn chế đi ra Bắc, có khả năng là đẩy vào miền Nam để giảm cái áp lực cái nguồn heo ra miền Bắc để giá miền Bắc có sẽ tăng lên. Đấy là cái em nghĩ là mục đích như vậy, và hy vọng rằng thì cái giá heo nay tới Tết Tết tay rồi mọi người sẽ không sẽ tăng ổn định, không cần tăng nhiều mọi người. Em hy vọng với mức giá 55 ổn định như vậy thì chúng ta có cái Tết tay vui rồi, còn Tết ta thì chúng ta cũng cần phải đợi tiếp. Và bây giờ thì chúng ta vào bên trong đây là cái trang trại tự thợ đang làm đây mọi người, nhưng thời gian vừa qua thì tương đối bận cho nên là em cũng không có đi quay cho mọi người xem được. Ngày hôm nay là sắp trong vô vòng hoàn thiện rồi thì em cũng qua bên đây để chúng ta xem lại công trình và bàn bạc với chủ trại một số vấn đề về vật tư. Thì đây là cái đất mà em cũng đã từng quay cho mọi người xem rồi, và hiện tại thì ở đây cũng mở gia công. Nhưng mọi người biết rồi, cái vấn đề về giấy tờ chính sách hiện nay hầu hết tất cả các địa phương tương đối là khó khăn. Hiện tại trại đây làm xong rồi nhưng mà giấy tờ cũng tương đối cũng vẫn còn rất là nhiều mọi người. Công ty thì hiện nay nhà nước của chúng ta yêu cầu chính quyền ấy về cái giấy tờ gọi là đánh giá tác động môi trường hoặc là giấy phép chăn nuôi, đối với là cái số lượng 1.500 con trở lên. Ở đây là chưa tới 1.500 con, 1.000 con thôi, nhưng mà công ty người ta cũng đang phân vân đây, em cũng chưa bàn kỹ về cái vấn đề giấy tờ đây. Tuy nhiên trước khi vào trong trang trại để chúng ta tham quan một xíu về cái trại đang xây dựng, thì chúng ta mượn hình ảnh tại chợ đầu mối Ngọc Lũ trong ngày hôm nay để chúng ta báo về cái tình hình giá cả heo hơi trong ngày 20 tháng 12 năm 2023 này. Trong những ngày này thì thị trường thịt heo có tín hiệu mua bán nhộn nhịp hơn, có một số nơi ở miền Nam đã bắt đầu tăng nhẹ. Và theo ghi nhận thì giá heo hơi tại khu vực miền Bắc đã lặn sóng trong ngày hôm nay sau vài ngày nhích nhẹ. Tuy vậy, so với các khu vực như miền Trung và miền Nam thì các tỉnh miền Bắc có giá bán là nhích lên hơn, tức là cao hơn từ 2 đến 3 nghìn đồng. Và hiện tại là Ninh Bình là tỉnh có cái giá mức giao dịch heo thấp nhất tại khu vực miền Bắc với cái giá là 49.000 đồng. Các địa phương còn lại thì đang giao dịch với mức giá là 50 đến 51.000 đồng một ký. Giá 52.000 đồng một ký vẫn có, tuy nhiên thì đây chỉ là giá cục bộ hoặc là chúng ta bán cho là mổ. Và hy vọng là trong video này thì chúng ta cũng nhận được các cái thông tin từ những anh em đang ở khu vực miền Bắc sẽ báo về cái giá heo hơi để cho chúng ta cập nhật thêm. Còn thị trường heo dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì ngày hôm nay cũng tiếp tục đi ngang, chưa có sự điều chỉnh mới và đang dao động trong khoảng giá là 47 cho đến 49.000 đồng một ký. Trong đó mức giá cao nhất khu vực vẫn là mức 49.000 đồng một ký đang được ghi nhận tại Quảng Bình, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Các địa phương khác thì đang dao động trong mức giá là 47 cho đến 48.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khu vực này ngày hôm nay cũng được ghi nhận là sự trao đổi mua bán đã có sự nhộn nhịp hơn sau khi ngày hôm qua chúng ta nhận được cái thông tin là ngày hôm nay khu vực miền Nam đã có sự tăng giá của CP. Và em cũng có cái tin là công ty CJ họ cũng đang xin điều chỉnh giá tại khu vực này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có cái thông báo chính thức của công ty CJ. Hy vọng rằng trong nay mai sau khi miền Nam tăng thì khu vực miền Trung này cũng sẽ tăng theo. Còn tại các tỉnh thành miền Nam thì sau khi ngày hôm qua chúng ta biết rằng hôm nay công ty CP sẽ điều chỉnh tăng lên 1.000 đồng thì các tỉnh thành, tức là heo dân của chúng ta đã bán sôi động hơn. Hiện tại thì tỉnh Trà Vinh đang giao dịch ở mức là 49.000 đồng một ký. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng. Các địa phương khác thì không ghi nhận sự biến động về giá, và trong đó thì Cà Mau vẫn duy trì mua heo hơi cao nhất khu vực với mức giá là 51.000 đồng một ký. Như vậy là chúng ta thấy hầu hết các tỉnh thành ở khu vực miền Nam của chúng ta đã có cái sự sôi động và dễ bán hơn rồi. Thì hy vọng trong nay mai chúng ta sẽ còn được nghe là thông tin tăng giá tiếp tục để cho
khu vực này chúng ta có cái gọi là sôi động hơn, dễ bán hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy là xu hướng dao động nhẹ và đi ngang trong nhiều ngày qua, nó cho thấy cái nguồn cung đang cân bằng đối với cung cầu đang cân bằng, và một số nơi thì đang có tình trạng hút hàng. Giá heo người ta dự đoán là có thể tăng lên khi thời điểm là đến ngày cận Tết tay này. Như vậy thì một lần nữa thì em cũng xin chúc mừng bà con, những anh em nào đang còn heo trong chuồng, thì chúng ta hy vọng thời điểm này chúng ta sẽ gạt lại xí đỉnh. Đó là cái thông tin về thị trường heo dân. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thị trường heo công ty trong ngày hôm nay. Đầu tiên đến với thông tin thị trường heo công ty thì em cũng xin thông báo cho mọi người một cái tin vui là bắt đầu từ ngày mai, tức là em đã nhận được thông báo chính thức là ngày mai sẽ các công ty tại khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu tăng lên từ 500 cho đến 1.000 đồng. Trong đó có anh cả CB sẽ chính thức tăng lên. Nhưng ngày hôm nay người ta chưa ra bản thông báo mọi người. Ở đây thì chúng ta cũng để dành cho ngày mai đi, để cho ngày mai chúng ta có cái để nói nhiều hơn. Hiện tại thì thị trường heo miền Bắc ngày hôm nay, trên cái ngày sáng nay tức là cập nhật tại chợ Hà Nam, thì hiện tại khách heo về cũng vẫn đông, khách tương đối thì cũng không đến nhiều, bởi vì thời điểm này ngoài Bắc đang bị rét. Tuy nhiên thì trong quá trình miền Nam tăng giá thì cái lượng heo mà đổ về trong ngày hôm nay đến cuối chợ thì em không nhận được, nhưng em dự đoán là cuối chợ sẽ ít hơn. Cho nên là ngày mai các công ty người ta đã có cái thông báo là sẽ tăng giá lên. Đây là cái thông tin vui về khu vực miền Bắc. Còn thị trường heo công ty tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay thì nguồn cung heo miền Trung ra vẫn nhiều, ước tính là từ 20 cho đến 30 xe, trong khi là lực tấp vào gột không mạnh, cùng với nhu cầu tiêu thụ chậm, giữ giá heo giao dịch vẫn quanh cái mốc là 49 đến 50 nghìn đồng một ký, 51 nghìn đồng một ký vẫn có, tuy nhiên chỉ dành cho heo đẹp và tương đối là ít. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ cho biết thêm thì lượng heo về chợ ngày hôm nay vẫn đạt quanh mốc là 3.000 con, trong đó là có 10 cho đến 12 xe từ miền Trung và miền Nam đưa ra. Giao dịch tại chợ thì do giá heo miền Trung tăng, cho nên là heo dân quanh chợ có xu hướng bán chậm lại, chờ giá tăng thêm. Chợ bán trung bình với cái giá heo đào là 53.000 đồng một ký, phổ biến là 49 cho đến 50.000 đồng một ký, hàng chân dễ bán hơn hôm qua. Đây là một cái thông tin tương đối mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và cụ thể thì heo công ty CB tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2023 đang được giao dịch với mức giá là 49 cho đến 55.000 đồng một ký. Còn heo dân tại Thái Bình, Bắc Giang và Hà Nội cũng vẫn tiếp tục được giao dịch với mức giá là 49 cho đến 51.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với lại nhiều ngày qua. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại thông tin thị trường heo công ty tại khu vực miền Trung. Ngày hôm qua thì có thông báo là một số anh em nhắn tin là công ty CJ đã đề xuất là tăng giá lên 2.000 đồng. Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa được nhận được cái thông tin này. Thì khu vực này ngày hôm nay hiện tại vẫn đang đi ngang do giá heo miền Bắc là chưa tăng. Và hiện tại thì các công ty cũng đang ghim hàng bán chậm lại chờ cái động thái tăng giá của khu vực miền Bắc. Và cụ thể thì giá heo công ty CB tại khu vực Bắc Trung Bộ đang được giao dịch trong ngày hôm nay trong khoảng giá là 50 cho đến 54.000 đồng một ký. Nam Trung Bộ thì đang được giao dịch với mức giá là 47.500 cho đến 51.500 đồng một ký. Và heo dân tại Nghệ An thì đang được giao dịch mức giá là 47 cho đến 48.000 đồng một ký. Bình Định thì đang được giao dịch mức giá là 46 cho đến 48.000 đồng một ký. Đắk Lắk cũng tương tự Bình Định cũng đang được giao dịch mức giá là 46 cho đến 48.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thị trường heo công ty tại khu vực miền Nam. Tại khu vực này do có đoàn kiểm tra dọc các cửa khẩu khu vực Bình Phước, Tây Ninh cho nên heo cam khó về. Cùng với việc heo dân đẩy tăng giá bán nên thương lái chuyển bắt heo các công ty nhiều hơn, hỗ trợ giá heo khu vực này có thể còn tiếp tục tăng. Tức là sau khi ngày hôm qua chúng ta đã nhận được cái thông tin từ công ty CB là giá heo sẽ tăng lên 1.000 đồng cho tất cả các loại heo. Và thông tin từ chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò đạt là 5.000 con, nhưng lượng nhập chợ thực tế đạt tới hơn 5.700 con do có thêm heo về trễ. Giao dịch tại chợ thì chợ đầu phiên bán trung bình với cái giá là từ 50.000 đồng một ký, nhưng do giá heo dội về nhiều nên cuối phiên bán chậm, giá sập còn dưới 50.000 đồng một ký trở lên. Giá bình quân toàn phiên hôm nay vẫn ở quanh ngưỡng 60.000 đồng một ký, thương lái tiếp tục thua lỗ. Cụ thể thì giá heo công ty CB tại khu vực miền Đông ngày hôm nay đang được giao dịch mức giá là 48 cho đến 51.000 đồng một ký.
ngày hôm qua thì đang giao dịch với mức giá là 46 cho đến 50 nghìn đồng một ký nha mọi người. Ở đây chúng ta thấy là giá tăng lên 1 nghìn là ở giá đầu và giá cuối thì tăng thêm được 2 nghìn, tức là 48 đến 51. Còn miền Tây thì đang được giao dịch mức giá là 49.500 cho đến 51.000 đồng một ký. Ngày hôm qua thì là giá là 48.500 cho đến 50.500. Ở đây chúng ta thấy là miền Tây tăng thêm 1.000 đồng. Còn heo dân tại Đồng Nai thì đang được giao dịch với mức giá là 48 cho đến 50.000 đồng một ký. Như vậy chúng ta thấy ngày hôm qua là 46 đến 50, tức là giá heo đào không tăng. Tuy nhiên thì giá cuối, tức là giá những cái giá heo to ký mọi người, đã tăng thêm 2.000 đồng so với lại, tức là khu vực heo dân tăng thêm tại Đồng Nai. Còn heo dân tại Tiền Giang thì đang được giao dịch mức giá là 47 cho đến 49.000 đồng một ký. Ngày hôm qua là 46 cho đến 48, khu vực này tăng thêm 1.000 đồng. Còn Bến Tre thì đang được giao dịch mức giá là 47 đến 49.000 đồng một ký. Ngày hôm qua là 46 cho đến 48 thì khu vực này cũng tiếp tục tăng lên 1.000 đồng. Và ở đây mọi người lưu ý là giá này là giá đã chiết khấu nha mọi người. Tức là nếu mà trên thông tin anh em thấy được á, ví dụ như là giá heo đào là 53.000 đồng thì người ta sẽ chiết khấu 2.000 đồng. Ở đây người ta báo giá đã chiết khấu là 51.000 đồng. Đây là chúng ta hiểu như vậy. Và đó cũng là tất cả những cái thông tin về thị trường heo dân. Và em cũng rất là hy vọng trong ngày mai với cái thông tin mình nhận được thì khu vực miền Bắc sẽ đồng loạt tăng giá, kể cả miền Nam cũng sẽ đẩy tăng giá thêm sau khi cái động thái mà chúng ta thấy là cấm heo nhập lậu về, kể cả là cái nguồn cung của chúng ta đã vặn lần. Đó là một cái hy vọng cho những ngày cuối năm này. Một lần nữa thì em cũng xin chúc mừng tất cả anh chị đang cầu heo, chúc cho bà con chúng ta có một cái Tết an vui hơn, đó là Tết Tây. Còn đây là một số hình ảnh bên trong trang trại, nói chung là sắp xong rồi mọi người, sắp hoàn thiện rồi. Em chỉ qua kiểm tra lại một số vấn đề thôi để xem thử có gì cần thay đổi. Tuy nhiên thì ở đây người ta quen với cách xây dựng rồi, chúng ta sẽ cũng không có cần nói gì nhiều. Ở đây là thợ gần nhà hết nha mọi người, cho nên là các anh em tự đem cơm để ăn luôn. Và thường á thì anh em ở đây làm tương đối là thời gian là tự sắp xếp. Ở đây có khả năng ví dụ như mùa đông như thế này thì ăn cơm xong mà làm luôn để chiều về sớm, chứ cũng không cần phải đúng giờ đúng giấc gì cả. Hiện trạng trại thì chúng ta thấy ở đây kèo sắt rồi làm tương đối chắc chắn. Ở đây là vật tư của chủ nhà, cách thiết kế thì sao cũng được, chủ yếu là chúng ta muốn chắc thì chúng ta làm nhiều sắt hơn, còn bình thường thì cũng không sao. Hình thức xây dựng thì tương đối tương tự nhau thôi, về độ xuôi này này kia, chỉ có khác một xíu ví dụ như tường xây chúng ta muốn xây nhiều hay xây ít, tức là dài ra hay là ngắn lại, rồi để đăng vỉ thôi, cũng chả có gì để nói nhiều. Ở đây trại ngang là 23 mét, còn dài là chưa tới 60 mét, bởi vì đất đây tương đối ngắn cho nên mở hơi rộng. Thế đây hiện trạng là chúng ta thấy là đang làm một ô cho 3 món ăn. Ở đây chúng ta quy định thiết lắm chứ mà. Ở đây mọi người để ý là cái khu vực ở phía trên món đó, này kia này mấy cái món sắp rộng tùy thiết kế. Ở đây tụi em làm nhiều trụ hơn, tuy nhiên thì 23 mét này chúng ta làm vẫn là 5 trụ, nhưng mà chúng ta phải đan sắt dài lên, bởi vì tương đối cái kèo nó sẽ yếu hơn. Còn nếu làm 6 trụ thì chúng ta thấy nó sẽ tương đối là nó rườm rà hơn. Chủ trại đâu? Mà nó hả? Mà cái gì đó? Trại đây là chiều ngang 23 mét. Cái mục đang chỉ định là 3 món ăn đây. Món ăn 2 bao. Thì cứ chúng ta quy định cho khoảng 25 đến 30 con một món ăn. Sao lại ra thu đâu? Thu đâu? Thu làm ăn cái gì mà không làm luôn hả? Sao đó? Thôi chứ làm gì mà kỹ vậy? Sai tấp vỉ
mấy cái hú ga. Đây sắt đất sắt đường quá cho nên là chúng ta phải xây dựng xây cái hàng tường rào chắn tương đối với, đây là phía dòng mát mọi người, chúng ta cách ra một xíu như thế này, chứ còn làm la phong và ráp vào cái vật tư nữa được rồi, hai cái máng này làm sắt quá không được. Hướng này là hướng đẩy cám vào. Trong mà chúng ta còn hoàn thiện nữa thôi, rồi xui rồi cũng ở đây chúng ta thấy là phải làm cái chuồng càng rộng thì phải xui nó cao lên một xíu để cho thước nước là dễ thoát. Đục đẽo gì đây? Hình thức xây dựng thì tương đối giống nhau. Quan trọng là đội thợ làm có kinh nghiệm thì nó làm những cái như đồ xui, vuông tắm rồi đúng thì sau này chúng ta làm vệ sinh nó khỏe hơn. Đây là nhà kho, sau này sẽ có một cái nhà sát trùng ở đó. Đây là kho cám, hồ nước. Vấn đề làm hồ nước này rất quan trọng nha mọi người. Tức là đối với những đồ thợ mà làm lâu năm kinh nghiệm thì cái vấn đề mà nước nó không rỉ, hoặc là chúng ta phải biết được cái lực kích cáo của nó, bởi vì làm hồ nước lớn rất là dễ xảy ra sự cố như rỉ nè, nứt tường nè, có thể dẫn đến ngã sập. Cho nên là cái vấn đề để làm hồ nước là chúng ta cần phải kỹ. Nó công ty thì chúng ta không nói, nhưng mà xây dựng đối với những đồ thợ mà ít làm á thì chúng ta rất là dễ vướng. Một cửa sổ ở đây thì nên làm cửa rộng ra hai cánh như thế này thì sao chúng ta mở thoát vấn đề khí nó rất là dễ. Đây là meca, cửa meca nền đất hơi thấp cho nên là chúng ta thấy nước nó đậm nên nó thấp. Nhìn chung mà chúng ta chỉ còn là một số cái phụ nữa thôi, rồi ráp vật tư vào được rồi. Đây là những cái ống 168 để đi cái đường nước đi xuống cái hố gà phía dưới kia. Đây là cái cửa xúc heo thì chúng ta sẽ làm luôn cái nhà xúc heo ở đây, xe sẽ đi từ ngoài đó vào trong này quay đào xúc heo tại đây. Đây là hướng quạt làm đế rộng về đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười quạt. Và video thì em cũng chỉ làm sơ bộ thôi mọi người, vì các trang trại xây dựng thì em cũng đã nói nhiều rồi, hình thức thì tương tự lẫn nhau thôi, cũng ít cái gì thay đổi lắm. Có gì thay đổi thì em cũng thông báo thêm. Và khi bao giờ mà em làm xong vật tư bên trong đây, ráp hoàn thiện hết thì chúng ta sẽ quay lại một lần nữa thôi để cho mọi người tham khảo về các cách làm. Còn nếu anh em nào muốn thấy cái gì mà nó vướng hoặc là chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có comment thêm. Hy vọng rằng cái giá heo của chúng ta cũng sẽ ổn định cho nay, từ nay cho đến Tết Tây. Còn bây giờ thì cũng xin chào và gặp lại, chúc mọi người sức khỏe và chăn nuôi thành công.